Bình vướng ồn ào khi công khai ảnh thân thiết với Hiền Hồ. Bị khán giả phản đối kịch liệt, mới đây Trịnh Thăng Bình đã có động thái khiến nhiều cư dân mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh đi ăn chung đầy thân thiết với nữ ca sĩ Hiền Hồ. Facebook ai người đó nấy đẹp mấy đứa, nam ca sĩ chia sẻ. Còn nhớ vào đầu năm 2022, Hiền Hồ đã vướng phải ồn ào đời tư vô cùng chấn động. Dù đã quay trở lại showbiz và tung những dự án âm nhạc, nhưng nữ ca sĩ vẫn bị nhiều bộ phận khán giả tẩy chay và không còn giữ được danh tính như xưa. Nếu chú ý thì khán giả sẽ nhận ra rằng trong thời gian qua, Hiền Hồ hầu như không chia sẻ khoảnh khắc với bất kỳ người trong giới nổi tiếng nào. Vì vậy mà việc nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình công khai đăng ảnh đi ăn uống thân thiết với Hiền Hồ đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí tỏ vẻ phẫn nộ. Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ đủ bất gặp thân thiết với nhau. Trước đó, việc cả hai cùng check-in tại một địa điểm ở Hàn Quốc khiến dân tình nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Sau đó cả hai đều lên tiếng phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, việc Trịnh Thăng Bình đăng ảnh công khai với Hiền Hồ tiếp tục thổi bùng những ý kiến trái chiều. Sau đó, theo màu anh em nương tựa, nhiều khán giả đã lựa chọn quay lưng với nữ ca sĩ và cho rằng cô không nên quay lại với giới giải trí. Đáng nói, việc một nam ca sĩ vốn dĩ rất được yêu mến như Trịnh Thăng Bình thân thiết với Hiền Hồ khiến nhiều người thất vọng. Hàng loạt bình luận dưới bài đăng của anh thậm chí còn tuyên bố bỏ theo dõi nam ca sĩ, kèm theo ảnh chụp màn hình làm bằng chứng thể hiện thái độ về vụ việc này. Nhiều khán giả cũng tinh ý nhận ra Trịnh Thăng Bình đã tuột số người theo dõi chóng mặt sau khi đăng tải ảnh với Hiền Hồ. Cũng xin lần đầu làm điều trẻ con này, nhưng nên làm. Em xin lỗi nhưng từ nay không xem anh hát nữa. Uống 10 năm thanh xuân của em, chúc anh nhiều sức khỏe ạ. Tuột follow theo từng giây, đừng khóa, comment, đừng ấn bài. Đã đăng như này là biết sẽ như thế nào nhưng vẫn đăng, chê nha. Hiện tại, vụ việc của Trịnh Thăng Bình bị khán giả bỏ theo dõi khi đăng ảnh cùng Hiền Hồ đang được bàn luận trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.